chỉ trong ít ngày, bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng nghìn người bị động vật tấn công đến tiêm ngừa bệnh dại. Đã thành quy luật hàng năm, dịp Tết Nguyên Đán người dân đến nhà nhau chúc Tết nhiều, ở đây là số ca bị cho cắn gia tăng đột biến. Cụ thể tính từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 có 1.745 trường hợp đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tiêm vaccine ngừa dại, giải đều cả hai giới tính nam và nữ. Về độ tuổi, có 415 trường hợp là trẻ dưới 15 tuổi và hơn 500 ca từ 50 tuổi trở lên. Chỉ có 5 người đến tiêm ngừa sau khi bị động vật cắn trên 15 ngày, còn lại đều là các trường hợp mới bị tấn công thời gian ngắn. Về nguyên nhân, có hơn 1.400 người bị chó cắn, hơn 300 trường hợp bị mèo cắn, cào, 1 ca bị rơi cắn và 26 trường hợp bị các động vật khác tấn công. Trong đó hàng trăm trường hợp bị cắn bởi chó mèo thả rông, 34 ca bị con vật đang ốm tấn công. Thưa quý vị, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin thêm, chỉ trong vài ngày của dịp Tết, bệnh viện đã ghi nhận hai trường hợp vô phương cứu chữa vì mắc bệnh dại sau khi bị chó cắn do không đi chích ngừa. Chó thả rông là một vấn nạn của nước ta. Mỗi năm, nước ta có khoảng 500.000 người bị chó mèo tấn công. Mỗi người bị chó cắn mất ít nhất 2 triệu đồng để chích ngừa vắc xin dại. Đó là chưa kể chi phí tiêm huyết thanh, điều trị đa chấn thương, thậm chí là phẫu thuật. Như vậy thì mỗi năm Việt Nam tổn thất ít nhất 1.000 tỷ đồng chỉ vì nạn là chó thả rông không rõ mõm